Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành Đô Vlog thì vui lòng ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Thành Đô Vlog đăng tải video lên, các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Thành Đô Vlog. Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập Tiếng Việt lớp 5 tuần 18 trang 134. Ôn tập cuối học kỳ 1, tiết 8. Lập dàn ý chi tiết đề bài sau. Em hãy tả một người thân đang làm việc, ví dụ như là đang nấu cơm, khâu vé, nằm vườn, đọc báo, xây nhà hay học bài. Rồi ở đây em có thể lập dàn ý tả mẹ đang nấu cơm hay là mẹ đang khâu vé, có thể là tả bố đang nằm vườn, ông đang đọc báo hay là bố đang xây nhà hoặc là anh chị đang học bài. Thì trong cụ thể video này, chúng ta sẽ tham khảo lập dàn ý chi tiết tả một người thân đang làm việc, cụ thể là tả mẹ đang nấu cơm. Lập dàn ý chi tiết tả mẹ em đang nấu cơm. Rồi một bài văn bao giờ cũng gồm 3 phần. Phần mở bài, phần thân bài và phần kết bài. Một là phần mở bài, các em giới thiệu về mẹ, về những bữa cơm do mẹ nấu và cảnh mẹ đang nấu cơm. Hai là phần thân bài. Đầu tiên là các em nhận xét chung. Cơm của mẹ nấu luôn rất ngon miệng, hợp với khẩu vị của từng thành viên trong gia đình. Mẹ hiểu được ý thích của mỗi người. Rồi sau khi nhận xét chung, thì các em đi vào phần chi tiết là thời gian nấu cụ thể là buổi trưa. Địa điểm là nhà bếp sạch và mát gọn gàng. Tư thế của mẹ mẹ đeo tạp dề, phía trước có một cái túi nhỏ và tư thế của mẹ là rất là nhanh nhẹn. Rồi tiếp theo là các em tả mẹ lấy đồ ăn còn tươi sống trong giỏ ra. Mẹ rửa và thái thịt rồi ướp gia vị Mẹ đặt nồi cơm Mẹ làm cá rồi chiên Trong lúc đợi cá chín Mẹ nhặt rau rửa rau Xào rau Sau đó thêm nếm Khi nấu cơm xong Thì mẹ chuẩn bị bữa ăn cho gia đình Bữa ăn đã được Mẹ chuẩn bị xong Thơm nừng Trình bày rất đẹp mắt Đó là những món ăn yêu thích Của các thành viên trong gia đình rồi sang phần 3 là phần kết bài. Gia đình em quây quần bên bàn ăn, không khí đầm ấm và hạnh phúc. Ở đây chỉ là bài dàn ý cho các em tham khảo thôi, các em có thể tham khảo và làm theo ý theo cách của riêng mình. Và không nhất thiết là các em phải tả mẹ đang nấu cơm, các em có thể tả bố đang làm vườn hay là bố đang đọc báo hoặc là tả anh chị đang học bài tùy vào sở thích của mỗi mỗi em. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Và đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Thành Đô Vlog đăng tải video lên, các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Thành Đô Vlog. Và xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.